Bilocap. Bilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Có biết bệnh van tim là bệnh hay gặp nhất trong các bệnh lý tim mạch? Tim bao gồm 4 van: van ba lá, van hai lá, van động mạch phổi và van động mạch chủ. Mỗi van tim được ví như những cánh cửa ngăn cách giữa các buồng tim. Van tim bình thường sẽ mở ra và đóng kín lại ngay sau khi máu được bơm đi khỏi buồng tim. Van tim bị hở, nguyên nhân do cao huyết áp kéo dài, xơ vữa tạo thành các mảng bám khiến van bị giãn nở, không đóng kín lại được. Máu sẽ bị trào ngược một phần trở lại buồng tim phía trước. Tim phải hoạt động co bóp nhiều hơn để bù lại lượng máu bị thiếu hụt. Người bệnh hở van tim thường gặp những triệu chứng như khó thở, chóng mặt, mệt mỏi, chân tay sưng phù, tăng cân, rối loạn nhịp tim. Những người cao tuổi, hút thuốc lá, uống rượu bia và hay ăn nhiều chất béo, dầu mỡ là những người có nguy cơ gây bệnh hở van tim. Bệnh kéo dài sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như tăng áp lực động mạch phổi, suy tim, loạn nhịp tim, nhiễm trùng tim. Bạn điều trị bằng rất nhiều các loại thuốc nhưng tình hình không tiến triển, bởi bạn không biết được rằng để điều trị rối loạn nhịp tim cần loại bỏ mảng xơ vữa bám ở van tim, tăng độ đàn hồi cho van tim nóng mở bình thường, hồi phục van tim tổn thương, tăng cường lưu thông máu, cung cấp khoáng chất cho tim đập ổn định, nhịp nhàng. Bilora giới thiệu đến bạn bộ 3 thuốc tạo dược Biloho từ Mỹ trị bệnh hở van tim, bao gồm Halton Phytosum, Event Cholesterol và Magnesium Oxide. Thành phần thuốc thảo dược phục hồi tim mạch khỏe mạnh Halton Phytosum bao gồm Tigert Monogeno, chiết xuất từ lá và hoa táo gai, Glycemat, chiết xuất từ đậu tương, Halton Phytosum, tinh bột từ táo gai và đậu tương, Tigert Monogeno, chiết xuất từ lá và hoa táo gai, tăng cường lưu thông máu, ngăn rối loạn tuần hoàn, khôi phục huyết áp ổn định. Glycemat, chiết xuất từ đậu tương, giúp loại bỏ cholesterol có hại, tăng cường chức năng và sức sống của các tế bào thần kinh. Halton Phytosum, tinh bột từ táo gai và đậu tương, chống oxy hóa mạch máu, ngăn chặn cơn đau tức ngực, ổn định nhịp tim. Thuốc thảo dược ổn định chu kỳ nhịp tim Magnesium Oxide, với Magnesium Oxide từ rau củ, ngũ cốc, trái cây, có chức năng vận chuyển các chất điện giải, ổn định chu kỳ nhịp tim, ngăn chặn cơn đau tim. Thành phần thuốc thảo dược loại bỏ mỡ trong máu Event Cholesterol với các thành phần Tocotrienol, chiết xuất từ dầu cọ, Niacin hay còn gọi là vitamin B3, chiết xuất từ các loại rau củ, Anthocyanin, chiết xuất từ hoa bụt giấm, Polymethoxylat, Flavon, chiết xuất từ cam quýt và Sigilon, chiết xuất từ cam quýt và trái cọ. Niacin từ rau củ có tác dụng loại bỏ cholesterol có hại và triglycerides, phòng chống bệnh tim mạch, đột quỵ, duy trì huyết áp luôn ổn định. Polymethoxylat, Flavon, chiết xuất từ cam quýt, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ và hạn chế gan tiết ra cholesterol có hại, điều hòa quá trình sản sinh mỡ ở gan, ngăn không cho cholesterol xấu tích tụ ở thành động mạch tạo thành mảng xơ vữa. Tocotrienol, chiết xuất từ dầu cọ, giúp loại bỏ các mảng bám cholesterol ở thành động mạch, tăng độ đàn hồi và giảm áp lực của máu lên thành động mạch. Anthocyanin, chiết xuất từ hoa bụt giấm, giúp chống gốc tự do, chống oxy hóa, giảm cholesterol và lipid máu, bảo vệ động mạch bền vững và cân bằng huyết áp. Sitrinon, chiết xuất từ cam quýt và trái cọ, có tác dụng chống oxy hóa, kiểm soát lượng cholesterol xấu trong máu, tăng độ đàn hồi mạch máu và đưa huyết áp về mức ổn định. Với vùng trồng dược liệu rộng hàng ngàn hecta tại Canada, dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn chất lượng Mỹ, đồng thời thông qua sự kiểm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, Bilora cam kết chữa hở van tim chỉ sau một phác đồ điều trị. Với trường hợp hở van tim 1/4 có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, sử dụng một liệu trình. Hở van tim 2/4 có triệu chứng đau tức ngực, choáng, sử dụng 2 liệu trình. Hở van tim 3/4 hay cảm thấy đau nhói vùng ngực, hoa mắt, sử dụng 3 liệu trình. Và hở van tim toàn phần có hiện tượng sưng phù, đôi khi ngất xỉu, sử dụng 4 liệu trình. Vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline 0909 316 597, 0962 158 661. Bilora sẽ tư vấn và giúp bạn trị bệnh hở van tim. Để biết thêm thông tin chi tiết, Bilora mời bạn truy cập website quendibenhhorvantim.com.
youtube.com/pilora-tv hoặc bạn có thể đến địa chỉ dược phẩm Pilora tại số 32 đường 34 phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Pilora TV.